Vào một ngày đẹp trời, bạn bơi thuyền ra xa hòn đảo nghỉ dưỡng. Sử dụng cho mình chiếc cần câu A03, với niềm tin mãnh liệt 30 đá quý chắc chắn sẽ khác bọt. Để tăng thêm độ đẹp trai, bạn sử dụng cho mình 10 câu bạch tuộc, tăng 50% độ đẹp trai với cá khổng lồ. Bạn quăng cần. Cá bóng khổng lồ hiện lên. Sau một nhấp, hai nhấp và... Ôi, dây câu đứt mất rồi. Cay tươi nhờ. Không bỏ cuộc, ngày hôm sau, bạn tiếp tục sử dụng cần câu A03, câu đúng góc cùng ngày hôm trước đứt dây. Nhưng kết quả thì các bạn biết rồi đấy. Quá tam ba bận, không nhẽ, ông trời lại triệt đường câu cá bóng khổng lồ của thanh niên Luffy Fake này, tiếp tục bài cần câu A03 cộng với một bạch tuộc và vẫn là góc câu gần hố xanh, lần này liệu có thành công? Sau 3 lần đứt dây, thanh niên pha ke này quyết định đi xa hơn, cậu đi xuyên qua hố xanh luôn, tới vùng nước tím trong truyền thuyết. Quá thất vọng với cần câu A03, cậu quay trở lại sử dụng cần búa, vẫn dùng một tạc tuộc tăng 50% độ đẹp trai với cá bóng 6, quá đẹp trai luôn. Đã bảo rồi mà, quá đẹp trai luôn.